Hello cả nhà, bây giờ Ngân đắp cái bộ móng dài thòn lon qua cây cầu Sài Gòn hú hồn, nó dài hết hồn luôn mấy anh chị. Nguyên cái móng dài nó để nguyên, giờ mình đắp người ta bên kia nha. Mà nói gì nói màu pink là chịu, không có complain. Đắp mà dài, cỡ nào dài mà pink là em chịu, đừng có đắp màu khác tôi không có thích. Rồi ở đây thì em có, em xài nguyên cái này là của Pinkett hết, màu số 312, cái này số mấy đâu quên rồi ta. Đây nè, cái màu này nè, cái màu em xài nè, nó lấy 312 trong Pinterest and 305, so hai cái màu này. Với cái clear đờ là em lấy cái clear đờ màu số 82 của Oppo, đẹp không? Đẹp không cả nhà? Đó, chuẩn bị làm một bộ. Ta nói làm nail với bị ghiền, ghiền gì đâu mà ta nói nó ghiền. Ok, em xài Z Primer nha. Cái này hồi nãy mình bỏ sơ sơ rồi, giờ mình bỏ lại cái cho nó chắc. Chắc ăn là nó có đầy đủ, nó thiếu nó mấy còn nó đủ nó không sao. Cả nhà khỏe không? Trời ơi, làm tranh thủ làm hốt hết, khách khách nào mà chưa làm lo ra làm để chuẩn bị đi show. Đi show rồi đi lớp một tuần sau mới về, cho nên là phải lo cho khách chứ. Trời, ta nói nhiều khi bây giờ em lo cho khách nhiều hơn em lo cho con em, để con em chưa mua đồ ăn mà khách là phải lôi hết những con khách quen tới để làm cho nó trước khi mình đi. Đó, thương khách như vậy thôi á. Rồi bây giờ ở bên này thì hai ngón này em sẽ làm cái clear đờ. Ok, trước tiên là em đi cái màu hồng ít thôi. Màu này là số 305. Miết một cái. Rồi tới bên ngón này. Cuối tuần này anh chị nào ở Chua Trà hẹn gặp mọi người nha. Không gặp không về, ok. Rồi anh, rồi mấy anh chị học viên thì sẽ hẹn gặp mọi người vào ngày thứ hai. Nếu như ngày Sunday mọi người có thời gian á, thì chạy ra demo show vừa coi vừa mua supply luôn, cần mua gì thì mua đó. Ok, rồi sau khi cái này thì bắt đầu em sẽ đi một miếng cái glitter của thằng cái này là Opal Collection màu số 80 mấy này, đọc 8 mấy chị, 82 hả? Nó là màu pink luôn á. Dạo này là cái trend này nó rất là thịnh nè. Đó, đắp cuticle thôi. Miết một cái. Cái glitter của Opal á, màu toàn là màu đẹp không à. Xài vô mùa spring, mùa summer. Thực sự mà nói là quanh năm chứ không phải là spring and summer không nữa. Nên chị thấy nó sáng sáng rực rỡ không? Mà dễ đắp nữa, miết một cái là xong. Rồi. Sau đó tới màu hồng. Nguyễn Thị Cẩm Hường. Hường này á, thì em đắp từ ngoài đầu này nè. Rồi sau đó mỏng thôi nha mấy anh chị nha, mỏng thôi làm chi vậy, để mình khô vừa màu trắng lên, nó không có bị thấy bên dưới, nó giống như là đang đắp ombre á. Thì cái phần này thì em chỉ đi ngoài phần đầu thôi. Anh chị có Pinkett Collection chưa mọi người? Chưa có thì mua nha cả nhà nha. Nguyên collection màu pink luôn, từ pink lợt cho tới pink đậm, đắp quanh năm. Khách nữ tiệm, trong tiệm mình là khách toàn là khách nữ không à, cho nên là mình xài màu hồng là quanh năm sáng trưng đó. Rồi tới cái này cũng vậy, một cục bột nhỏ thôi, lên chút. Rồi nè, rồi sau đó đèn mỏng xuống, đèn mỏng xuống rồi vuốt. Vuốt từ từ ra ngoài phần đầu móng, vuốt từ từ ra phần đầu móng nha mấy anh chị nha. Rồi sau đó em xài cái màu này là màu Milky White. Milky White cũng của Z Blend luôn, có nghĩa là nó trắng, không có trắng tinh mà nó cũng không có, nó không có là trắng tinh mà nó không có trong quá, để nó đủ nó cover cái màu hồng bên dưới mà nó còn hơi trắng trắng để mình làm cái design mà. Ok. Rồi này.
Miết xuống, miết xuống. Tới đây thì em miết một cái cho nó blend ra. Nó vẫn còn thấy cái màu hồng bên dưới đúng không? Cái màu hồng này đậm quá làm Milky Way nó khô vừa không nổi luôn á. Em sẽ đi thêm một cái trắng nữa. Từ đây nè. Xuống đây. Vuốt nhẹ. Để lên. Miết nhẹ thôi. Rồi, được rồi đó. Rồi cái phần còn lại mình sẽ sử dụng cái màu clear để mà mình balance nó ha. Rồi ở đây em cũng đắp y chang giống vậy. Móng này dài mà sao nói dài nguyên móng. Dài nguyên móng dài. Hại não chưa? Là nguyên cái móng dài thòn nó để nguyên, không có cho cắt cái kiết gì hết trơn, nó để y chang vậy đó mấy anh chị. Thật sự á, không có quen đắp móng dài mà khách vô mà đòi cái móng này, tao nói ngồi xúc mồ hôi hột 2 tiếng đồng hồ đắp chưa xong bộ móng. Còn khi mà mình biết cách control cục bột, đắp một cục bột quen rồi đó, vô móng dài cỡ nào cũng thích hết á. Cho nên là trong lớp học của mình đó, là em cho học viên toàn là tập móng dài không à. Từ dài sang ngắn nó chỉ khác nhau một cục bột thôi à. Cục bột lớn, cục bột nhỏ. Khi mà mình control được cục bột móng dài rồi, qua cái móng ngắn mình lấy ít bột lại chút xíu sẽ làm rất là dễ. Tại vì y chang nhau, không có khác gì, chỉ có khác cục bột lớn nhỏ thôi là mình có thể làm được cái móng dài móng ngắn. Nhưng mà nếu như mà mình không có tập móng dài mà mình làm móng ngắn á, quen á, khách vô đòi móng dài ta nói xúc mồ hôi hột là có thiệt. Sợ lắm. Nhìn móng dài, nhiều người nhìn móng dài sợ lắm. Ở đây có anh chị nào thấy móng dài thấy sợ không? Rồi sau đó em dùng bột clear khô vào lại hết nguyên móng. Này móng này đã đủ rồi, mình dùng clear mình khô vào cái phần clear rồi, với lại ở trên nè, chỗ nào mà chưa đủ thì mình khô vào nhé. Rồi. Vuốt, vuốt. Chỉnh cái xếp móng cho nó đầy đủ nha cả nhà nha. Ok. Rồi, tới qua bên này. Cũng y vậy, dùng bột clear nè, em cover cái phần chỗ này. Cái phần cuticle này là nó đang không có clear cover cho nên là cái clear đờ mình dũa nó dễ bị bay cái clear đờ đó đi, thì mình sử dụng cái bột clear này. Mình đắp mình cover nguyên móng và cái phần chỗ nào á mà cái bột nó chưa có đủ độ dày á, thì mình sẽ sử dụng cái phần clear này mình đi cho nó đủ cái độ dày luôn nè. Ôm hai bên ôm vô cho cái móng người ta nó gọn nè. Đủ độ dày để cho nó không có bị gãy. Rồi. Rồi dày, rồi cắt xuống. Mình coi coi chỗ này nó còn thiếu bột một chút nữa đúng không? Em lấy thêm bột clear. 1, 2, 3, 4, 5. Lấy clear tại sao đếm 5 mấy anh chị biết không? Để cho nó có thời gian nó dẻo. Bây giờ nó dẻo xong thì mình để lên vậy là nó nằm yên, nó không có chảy nữa. Còn nếu mà chưa, nó chưa có đủ dẻo, mình để lên mình vuốt cái nó đi chân luôn. Đó là cái mà mình phải hiểu cục bột là lúc nào là lúc mà gội dạ bảo vong. Ok rồi xong hai cái móng này, giờ bàn tay bên kia, đưa bàn tay bên kia. Sau bên này là mình màu pin này đúng không, thì bên này mình làm một ngón pin thôi, một ngón em sẽ làm marble. Bây giờ cái ngón này em sẽ đắp pin, thì em sẽ đắp hai cục bột cho nó dài quá, đắp một cục chịu không nổi. Rồi ở đây đắp trước một cục.
vuốt. Đây là màu 212 này nha mấy anh chị nha. Thế phần móng này có số. Nó còn dính bên dưới đây nè, lấy cái tay mình khều ra cái cho nó nhanh. Cái đầu cọ khều hoài, nó dây dưa hoài, tôi mệt quá. Mấy anh chị khỏe không? Rồi, bây giờ tới một cục nữa ở trên. Một cục nữa ở trên đi xuống, mình lấy cho nó đủ bột nha. Màu này, hồng này nổi dễ sợ, 212 nha mấy anh chị. Vuốt ôm. Hai bên cho nó đủ bột. Miết xuống cho nó nằm sát xuống. Ok. Rồi. Vậy là độ dày của cái này nó đã đủ rồi. Chỉ xíu nữa thôi à. Để chính giữa đây nè. Nó còn tí xíu thôi à. Nó missing một chút. Okay. Đó, xong cái móng dài. Rồi bây giờ tới cái móng này marble ha. Marble thì em sẽ xài màu trắng và màu hồng. Đi trước cái cuticle. Tại sao đi trước cái cuticle chỗ này? Để cho mình bỏ cục bột kế bên lên cuticle cho nó tròn đều trước đã. Mình bỏ cục bột kế bên á, nó có bị lõm chõm thì nó cũng đã có cái nó khô vừa xong hết rồi. Mấy anh chị thấy không? Đó. Rồi bắt đầu bây giờ nè, cái khúc chỗ này quan trọng nè cả nhà. So khi mà mình đi marble á là mình sẽ không có đi cái cọ đè xuống cái móng nha. Lướt trên mây bay như là khinh công vậy đó. Không có rớt xuống dưới nha, rớt xuống dưới là bị giống như là nó dính xuống là mình sẽ lướt nó không có đẹp. So vuốt cái này trước cho nó ướt. Ok. Sau đó chấm vô màu trắng phân nữa. Chấm vô màu hồng phân nữa. Để lên đây, lướt, xoay. Xoay. Lướt như khinh công đây nè, xoay. Lên. Xuống, nguyên cái móng. Mấy anh chị thấy không? Đây là cái cách rất là dễ cho mấy anh chị. Cây cọ bay không chạm đất. Đó. Mình bay không chạm đất thì nó ra cái marble nó đẹp hơn. Rồi bây giờ ở đây thì em sẽ đi một tí xíu cái glider ngay cái phần cuticle. Cho nó nổi chơi gì đó mà. Không có muốn nhiều và ít ít thôi. Ok. Dễ không cả nhà? Dễ không? Mấy anh chị thấy làm marble dễ không? Muốn em làm lại ngón nữa không? Muốn làm ngón nữa comment đi, em làm lại ngón nữa. Thì cái này cục bột nó hơi khô. Lấy lại cục bột khác. Mấy anh chị thấy làm marble dễ không? Muốn em làm lại ngón nữa cho coi không nè. Nhanh lắm, bay như là khinh công. Bữa có người hỏi em với chị Che phải nằm trong phái Nga Mi không? Cái phái gì mà đa tình tự cổ không như hận, phải phái Nga Mi không? Chuyên gia buộc cái đầu giống như phái Nga Mi. Hồi xưa giờ là
mấy bạn cũng chọc rồi, hồi lúc mà còn trẻ 17 18 tuổi á, đi học cũng vậy đó, mấy bạn bè cũng hay chọc em á, phải chắc em trong phái Nga Mi á, tại tối ngày có ăn kiểu tóc là buộc quấn cái đầu lên thành một cục ở trên đầu á. À, cái đó là bà gì, Lý Mặt Sầu hả? Phải Lý Mặt Sầu không ta? Cái bà mà ngâm cái câu ở Lý Mặt Sầu, tôi nói tôi lộn tên tùm lum, đang coi phim tàu lộn tùm lum chứ. Đa phần tự cổ không như hận hả? Hả, phải Lý Mặt Sầu không? Hình như vậy. Phải không mấy anh chị? Bay lại đi hả? Có ai ném cho Ngân cái đĩa bay không? Ném cho em cái đĩa bay, đi em bay vòng nữa cho coi. Ok, nó chơi chứ. Đây, em đi trước màu trắng với màu hồng nha. Đó. Để mình làm cái nền và cho cái cuticle của mình nó tròn, ok. Móng dài đắp bằng liquid thường. Dạ, em đắp liquid EMA là liquid mà legal để đắp á, cho phép đắp á. Ok, rồi sau đó mình làm, mình vuốt một miếng liquid lên cho nó ướt ha, cho nó ướt, cho nó có chất nhờ nhờ, nó bôi trơn đó. Bắt đầu để lên nè, xoay kéo lên, xoay kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo lên, kéo xuống, xoay vậy thôi. Làm lại, làm lại. Rồi bắt đầu lấy cây cọ nè, lấy vuốt cái này sơ sơ cái, lấy cái trắng, lấy cái hồng, thả thằng này xuống đây, vuốt lên, xí xuống, vuốt lên, kéo xuống, vuốt lên, thấy chưa? Nó ra marble rất là dễ để cho mình làm, vuốt lên vuốt xuống mà bay 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 thôi. Rồi đó, ở trên này mình muốn thì mình đi một cục nữa, mình lướt nhẹ thôi cũng được. Giờ em đi chấm 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 cho nó hơi ướt một cái đi ha. Rồi mình lấy một cục nè, cục nhỏ, cục ba, cục hai cục này nè, rồi để đây nè, rồi mình vuốt xuống vuốt lên, thả màu nè, mấy chị thấy không, vừa bay vừa thả màu nè, đó bay thả màu đó, thì nó sẽ ra nó dễ hơn cho mình làm. Đây là một trong những cái cách mà mình có thể làm marble cho nó dễ đó. Và sau đó thì lấy thêm tí xíu glitter bỏ vô. Phải không anh chị, nãy giờ có anh chị nào trả lời em chưa? Có phải là cái bà mà tối ngày mà buộc cái đầu buộc cái đầu cao lên một một cái cục rồi cà cầm cái cây mà cây long quất qua quất lại á, đa tình tự cổ không như hận. Mấy anh chị nhớ là hồi xưa có coi phim Diêm Quá Cô Long không? Đó, trong phim đó đó. Rồi sau đó lấy bột lia đắp lên, thì cái móng này nó dài quá, em phải đắp hai cục bột lia, một cục đi không nổi, đang xài cây cọ có 14 à, đi một cục vô cái này không nổi. Đấy, khẩy lên nhanh, không có ngồi nắng ngó, khẩy lên cho nó nhanh thì nó chảy thì dít, nó bỏ lên nó mướt, nó dẻo xong thì bắt đầu mình vuốt. Nó đơn giản lắm, nói chung là mình hiểu cục bột, mình hiểu cái cách vuốt rồi đó, cỡ nào cũng làm được hết đó. Go back là two basics, là phải hiểu cục bột. Em nói hiểu cục bột nhiều anh chị hỏi chứ hiểu là hiểu làm sao, là hiểu khi nào nó dẻo để cho mình vuốt đó, mà nó đơn giản như vậy thôi. Dù giờ để cục bột lên dày khi nào nó dẻo để cho mình vuốt, rồi giờ để lên mà nó chảy thì mình làm gì, lấy hai bên đẩy vô đó, đè nó xuống cho nó đều, cho nó đủ hai bên góc, nó đủ cái độ dày. Ok rồi, đè nó xuống là vuốt 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 nè. Rồi mít mít hai. Có mấy anh chị nào nói gì không vậy? Ai gửi cái link gì tùm lum cho Nguyễn Bảo Ngọc, gửi cái giống gì vô vậy? Hay gửi link tầm bậy tầm bạ lắm, bởi vì em hỏi vậy á, ít ai gửi đó, giờ đâu ai gửi mấy cái link đó toàn tầm bậy tầm bạ không. Mấy anh chị đừng có bỏ, đừng có click vô cái link đó nha, nhiều khi click vô là bị mất Facebook luôn á, không có thích mấy người sống vậy, không có đàng hoàng. Hay lên Facebook scam, giống như là gửi cái link người ta click vô hên xui, nhiều người mất Facebook rồi tùm lum, cái đó kỳ lắm, sống vậy kỳ cục lắm, không có hậu. Cái đó đời mà sống vậy có hậu mà hậu quả.
đàng hoàng trong chính, đừng có đi hack Facebook người ta để cho người ta chê. Kéo xuống. Không có thích mấy người ở không canh ai gần hở cái đi hack Facebook. Lối sống đó rất là có hậu mà là hậu quả. Khen chứ không phải chê đâu nha. Sống vậy rất là có hậu. Đó, mốt ai mà ấy mình khen vậy đó mấy anh chị, là còn hậu về thì người ta tự biết. Phải không? Khen rất là có hậu. Nè, hai bên nè, em dũa cho nó thẳng xuống vậy thôi nè. Ok. Trời ơi. Cái móng tay nó dài gần bằng cây dũa mấy anh chị. Hôm nay tìm mọi người đông khách không mọi người ơi? Hôm nay thứ mấy? 2, 3, 4, 5. Thursday, right? You work today, right? Not today, I work yesterday and tomorrow. Oh man, good that I text you last night. Yeah, huh? I worked a double yesterday. Bộ pin nào làm different đẹp? Bộ pin nào làm different đó hả chị? Different thì nó có cái pin and white collection của 4Deep đó chị. Cái bộ pin của nó đẹp lắm, nó cover, nó tự nhiên đẹp lắm. Mà chị làm ombre được luôn á, chị vừa làm friend, chị vừa làm ombre đều được hết luôn á. Ok. Rồi, coi like là biết rồi phải không? Không dám đâu. Bình thường em thấy đầu tuần á, nhiều anh chị bận. Trời ơi, có nhiều người vừa dũa vừa coi like luôn, hú hồn. Ủa sao nó có đắp bột bị ghiền quá. Anh chị nào tham bà tiệm Ngân đang tuyển hộ kìa. Ai rảnh không có gì làm là vô tiệm em. Tiệm đang tuyển hộ thiếu thợ. Dạ, để em gửi liên order. Xong rồi bắt đầu giờ mình quay sang mình dũa cuticle. Cái máy dũa đã đi đâu? Không thấy ở đây. Can you see the machine? Wait, it's just, yeah, that's why I said it's just here. I always joke with my team, I'm like, oh, maybe, you know, someone in the room we don't see. Yeah, it. Exactly. Okay. Rồi bắt đầu bây giờ tới mình dũa nè. Cái móng nó dài thì em gắn cái đầu dũa cho nó dài một chút. Sau mặt móng á, mà nó đã ok rồi thì mình không có cần phải dũa nữa. Mặt móng nào mà nó còn gặp gờn gợn sóng á, thì em mới dũa. Còn nếu mà nó đã ok rồi thì để nó ok. Người ta ok rồi mình dũa còn chi nữa. Rồi cái mặt móng nào mà nó gợn sóng, nó còn chưa có ấy á, thì em dũa. Em không có thích dũa mấy anh chị. Dũa không có, nói chung là không có vô nghề dũa. Mình vô nghề đất thôi chứ mình không có vô nghề dũa, cho nên không có thích dũa. Khi ngồi đắp á, em nắm cục bột kỹ, đắp cho nó xong rồi nó xong luôn. Đừng kêu đi dũa nữa, mệt lắm, cực nữa. Để ngoài đi em, trên bàn chị á. Không quên đâu. Gì chứ đây không quên đâu. Ok. Rồi sau đó em sẽ xài cái đầu Perfect Cuticle nha. Đi cái phần cuticle, đẩy ngược lại. Đẩy ngược lại nè, cho nó hở ra. Nó phải có một cái đường hở thì mình nhét cái đầu dũa vô nó mới dễ, mình chị thấy không? Đẩy cho nó hở ra cái nè. Đó, rồi mình nhét cái đầu dũa vô trong đó là nó nằm sát xuống.
Còn mình không đẩy á, mình bỏ cái đầu dũa vô rất là khó. Đó, giờ đẩy hở ra vậy nè. Nên chị thấy dễ không? Với lại chỗ này nè, mình đi cái phần chỗ này cho nó nằm xuống, cho cái móng người ta nhìn nó thon gọn. Chúng thôi cái móng người ta nhìn nó thô lắm. Đó, mình đi cái phần mà sát cuticle, mình cho nó lài 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 ra. Mấy chị thấy đi nó lài ra không? Thì đi cái phần đó nằm xuống, cái móng của người ta, ngón tay của người ta nhìn nó thon gọn lại. Chúng thôi nhìn nó rất là thô. Ví dụ chỗ này nè, nè em nói chỗ này nè, cái chỗ đó mà mình để dày thì cái móng người ta thô. Cho nên khi dũa là mình nằm cái đầu dũa xuống. Đây này nằm xuống. Để cho cái phần này nó lài đi, nó sẽ tự nhiên hơn. Mấy chị thấy nó lài rồi, nó tự nhiên hơn, thấy không? Đó là cái cách mình dũa làm sao cho cái móng người ta nó tự nhiên là vậy đó. Đây nè, mình đẩy cho nó hở ra rồi đó. Sử dụng đầu dũa đi vô cái chỗ hở đó là nó sạch và nó nằm sát xuống như này. Mấy chị thấy không? Thấy rõ không cả nhà? Rõ thì mọi người comment rõ để em biết là mọi người thấy nha. Đó, và cái phần chỗ này nè, cho nó lài lài xuống vậy, nhìn cái móng người ta mới tự nhiên, mọi người thấy không? Dũa mà mình biết cách á, dũa nó dễ lắm. Cái đầu này thì nó không có cắt móng, nó không có cắt da người ta, cho nên mình đi cũng đỡ stress. Đẩy ra. Dạ, thank you. Mấy anh chị nhớ share video cho em nha. Nhắc hoài luôn. Đó chứ coi, tại vì bên công ty mình cũng đang có cái chiến dịch để coi coi là mấy anh chị có thích mấy cái video dạng Ngân làm hay không. Tại nhiều khi mình không biết được. Nhiều khi á, em thấy mấy cái video ngắn mấy anh chị share nhiều, like nhiều. Mà nhiều khi thấy mấy cái video dài thấy mấy anh chị cũng share nhiều, like nhiều. Mà nhiều kỹ thuật khác nhau, cho nên là mình không biết được là mấy anh chị thích video ngắn hay video dài, rồi thích cái dạng làm sao, thì mọi người thích cái nào mọi người like đó, thì em biết được là mấy anh chị thích cái dạng video ngắn, thích cái dạng design ngắn, thích cái dạng design simple, không có thích dài quá, cầu kỳ quá, thì giống như là biết được mấy anh chị muốn cái gì á, em làm video nhiều hơn. Còn làm mà không biết, mình không biết mấy anh chị muốn gì, mình làm ngay mấy cái mấy anh chị không thích thì nó cũng mất thời gian làm, mà mấy anh chị cũng mất thời gian coi. Dạ có, đầu dũa này nó tên là Perfect Cuticle. Perfect Cuticle. How you say perfect? Perfect. I say right way, right? Yeah. Dạ có, cái đầu dũa này chỉ có 18 đồng thôi à. Nó tên là Perfect Cuticle. How do you say it? How do you say it? How to use it? How do you say it? How do I say it? Yeah. Perfect. But how do you say it in Vietnamese? Oh my god, it's hard for you. It's different. You say it differently. Different. Yeah. Can you say hoàn hảo? No. No. I know, it's hard for you. What did I say? Can you say xin chào? Xin chào? Yeah. That's hello. Hello? Yeah. I learned little stuff from you. I know. What did you know? I forgot. Yeah, you know xin chào. Xin chào. Yeah, you know it before, right? By TikTok. Yeah. You can say, how are you? Like, khỏe không? Khỏe không? Yeah. That's easy. I know this finger hurts, right? My ruined finger, yes.
Dạ, đèn úp tuần sau mình có lại chị. You know, before when I work in Texas, I have like 5 customers. They learn a lot Vietnamese, but all bad words. Yeah, they Google it. Sometimes when I hear you say something on live over and over, I'll text Mary and I'll say it and I'll be like, what does this mean? And she'll tell me. Because there's little things that I hear you say so much. Like beautiful. Yeah. You know beautiful in Vietnamese, right? Đẹp quá. Yeah. Mua như nào? Dạ, mấy anh chị giúp gọi cho em vào số 888-887-8807 hoặc là mấy anh chị comment và nhắn tin vào Facebook message cái số điện thoại của mấy anh chị á, thì tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị để lấy order. Trời, tối ngày lo làm đẹp cho người ta không, cái tay của mình là mấy anh chị hú hồn luôn á. Nói giờ mình làm đẹp cho người đi, rồi mình thì từ từ đẹp sau cũng được. Nào nó muốn đẹp nó đẹp, nó không đẹp thôi. Em này là em để dưới mặt móng em vũa này em chị nha. Chỗ này nó thiếu một cục bột nhỏ xíu 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 nè, ngay cái góc chỗ này nè. Anh chị thấy không, cái góc chỗ này nó thiếu một cục nè. Nãy mình đắp nó thiếu một cục mà mình không thấy á. Giờ mình phải đắp lên, không đắp lên á là nó sẽ bị, để vậy là nó sẽ bị gãy móng, tại vì là nó bị xấu kỳ cục. Thiếu một cục nhỏ xíu ở chỗ đó thôi đó. Nè, lấy lên, để bên ngoài cho nó ráo một chút, rồi em mới bỏ lên. Còn thiếu nữa, cứ từ đây nè, đi xuống góc dưới này luôn nè. Mấy anh chị có thấy được nó thiếu không? Mình vuốt vậy nè cho nó bè ra. Đó, rồi vậy thì sẽ đủ. Rửa cây cọ cho nó sạch chứ không nên nó bị dính bột là nó hư cây cọ. Ok, order one. This one. Order one already done. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cái đầu nhọn này. Nhưng mà trước khi vũa là em sẽ tắt nha. Đó, anh chị nào mà muốn mua cái đầu nhọn này á, đầu Perfect Cuticle thì cứ comment đầu vũa rồi em gọi cho. Ok, đẩy nó ngược lại nè. Đẩy cái này nó ngược lại nè. Rồi, sau đó dùng cái đầu vũa. Cái đầu này là mình chỉ đi cái phần cuticle thôi nha mấy anh chị. Cho nó sạch. Rồi chỗ này em để đó luôn cũng được, tại vì em sẽ đi bằng cái đầu đó đó, đầu mịn á, thì em sẽ sử dụng cái đầu mịn để mà em chà đi ngang cho nó mỏng xuống luôn cũng được. Cái đầu này thì mình sẽ đi cái cuticle nó cho nó sạch cái da, cái sạch cái bột xung quanh da tay người ta đó.
rồi. Bớt lại. Đẩy này ngược lại chút. Mình đi ngang vòng vậy thôi là nó đã đủ sạch rồi. Chẳng những đủ mà gọi là rất sạch. Trời ơi, tôi đắp cục bột nó chưa có khô, vũa cái nó mất kìa. Đắp chưa có khô, vũa cái nó mất nè. Lại nhắc chưa? No, no. Oh no. It's not dry enough. Đau lòng dễ sợ. Người ta nói gấp có 1 phút, mà nó lâu hơn 10 phút. Xa, để lên vuốt một cái là xong rồi. Rồi xong rồi. Nực quá nực. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng đổi sang cái đầu này. Cái đầu đó em xong rồi. Mình đổi sang cái đầu này. Đi. Đi cho nó hai bên cho nó ôm vô. Mấy chị thấy cái phần chỗ này nè, là mình phải đi cho nó ôm. Nên chị thấy em sử dụng cái đầu này là mình không có vô sát cho đi cô nữa. Mình chỉ đi ngoài đây thôi, nhưng mà mình đi cho nó ôm lại, chứ mình không có để cho nó dày. Nó bè ra thì nó sẽ thô cái tay người ta. Mình đi vậy nè, nó ôm lại thì cái móng đó nó sẽ thon, nó gọn lại. Mấy anh chị thấy không? Rồi, qua ngón này sẽ vậy. Sơ thôi, chỗ nào mà mình thấy mình cần á thì mình mới vũa, còn không cần thì lướt qua nhau như chưa hề biết bao giờ đó. Rồi ngón nó để đó đi, tôi đụng tới nó làm mạng nữa, chết nữa. Rồi. Cái ngón tay của nó hồi tối nó mới làm, nó mới làm gì không biết, nó đi làm gì mà nó bị chóp nguyên cái móng giả xuống đó, bà bị gãy ra, nó vô cái tay thiệt của nó một chút xíu. Giờ đây bỏ lên giũa nó đau dữ lắm, cứu hồn á. Rồi đây bây giờ mình giũa chỉnh làm cái cho nó thẳng. Cái này cũng vậy, chỉnh một cái này cho nó thẳng. Cái này bên này thẳng rồi, bên đây đợi nó chút xíu đi. Đụng tới nó nằm dạ nữa mấy anh chị ơi, tôi mệt cái vụ nằm dạ này lắm. Rồi, xong. Trời ơi, đổ luôn cái mồ hôi hột nè. Ngực quá. It's hot, right? No. Really, you freeze? Yes. Oh man, I'm hot. You can turn it up. Is the air on? Yeah. Okay. I think it feels okay. It was cold earlier. It's a little hotter now. Mm-hmm. Okay. Good rồi đó. Good rồi đó. Good rồi đó cả nhà. So, bây giờ em sẽ xài cái cây này nè. Bàn chải. Bàn chải này cũng được. Hoặc là bàn chải tròn. Xài bàn chải tròn nó dễ hơn. So, xài cái bàn chải tròn. Xài cái bình alcohol. Nhúng nhảy, nhúng nhảy. Đây. Your hand. Chàng cái cho nó sạch cái đi rồi mình design. Đúng vậy. Đó, dễ thương không cả nhà? Quay qua đây, ở đây design cái gì giờ? Ok, để dẹp cái miếng này phủ cái miếng này đi cái nè. Rồi, để cái này lên. Ở đây mình có bông. Give me your hand. Yes. Mình có bông hồ thiên nè, cái trong này cái bịch bông này nè, mùa spring summer, mấy anh chị xài bông này là bao đẹp luôn nha. Nó có 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 màu. Em sẽ xài màu hồng đậm. 11 màu bông mấy anh chị, bông này xài đã lắm. Làm gì đơn giản. Ok. Mình cần một cái cây nhợt nhất. Địch bông này mở ra. Cái cây bông ra. Ok. Bây giờ thông thường á là em nói là mình thấp khót trước. Rồi sau đó mình hả đi thấp khót trước rồi sau đó là mình hả đi cái sticker lên thì nó sẽ dính chắc. Thấp khót cũng hết. Tôi đau lòng quá, ai vô bàn tôi ngồi sẽ hết thấp khót mà hỏng trả lại. Ok. Rồi và mình xài bướm bướm bên kia. Thì bên này cái ngón này á em có thể đi thớp sơ sơ thôi, đừng có thớp nhiều quá nó bị thô cái ngón tay người ta. Thớp cái bề mặt thôi, bên hông là đừng có thớp. Vuốt bên hông vậy nè. Ngón này mình em cũng thớp luôn. Bên hông á đi mỏng vậy thôi nè. Tại sao em đi top em mới dán sticker? Cho bề mặt nó bóng thiệt bóng, mình dán nó lên nó mới đẹp. Rồi sau đó cho hơi đèn 30 giây. Ok. Ok, got it. Rồi ở đây là em có butterfly. Mà cái này là butterfly của water sticker nha mấy anh chị nha. Water là mình phải nhúng vô nước. Nhưng mà cái loại này nhúng vô nước mà nó đẹp lắm. Nhà nó tên là Water Sticker Butterfly, là 30 miếng. Thì trong này mình coi coi. Cái mẫu này đẹp nè, con butterfly đó đẹp nè. Con đó là mình thấy nó đẹp rồi đó. Dễ thương, con đó nó dễ thương. Hồng hồng đi chung với cái bộ này được. Con này cũng đẹp nữa nè. Con này cũng đẹp nữa nè. Thôi lấy hai con thôi, lấy nhiều quá mấy con đổi ý mệt lắm. Rồi ở đây mình sẽ cần một cái cây kéo ấy. Mà mình cần một cái chai nước, nước thôi nha mấy chị, water nha, để nhúng vô. So ở đây muốn cái màu nào, muốn cái con nào, skip me your hand, show me your hand. Em muốn con này, con này nè, cho nó có đen đen vô bên trong á. Rồi bây giờ gắn sticker lên trước đi rồi tính. Ở đây ấy, em sẽ đi bông. Đó. Cái loại này nó là sticker. Đó. Anh chị nào muốn mua 11 mẫu bông này á. 11 mẫu nhưng mà 11 màu. Ok. Cái này lấy cho cái gốc này đi. Nó mỏng, nó tương đối là nó mỏng nè. Lấy nó lên cẩn thận cho nên nó gách nè. Đây. Nó mỏng dữ lắm. Cho nên là khi mà rồi ở dưới đây em đi thêm một cái bông nhỏ nữa nằm góc bên dưới. Nhỏ hơn. Đây. Xuống cái góc dưới này. Đó. Mùa spring. Rồi tới cái con bơm bớm này thì mình sẽ phải làm sao với nó, xử lý nó như thế nào, tháo cái miếng nhựa này ra. Đúng không? Bây giờ ở đây là mình có một cái hũ nước, nước, cái chai nước. Water. Ok. Mình sẽ sử dụng cái con này nhúng vô nước nè, mấy anh chị nhìn nè, em nhúng vô trong nước. Hello John, cuối tuần này gặp em nha. Em bay vô Sunday đề phải không? Sunday đề mình có demo show, trời ơi vui lắm á. Nhúng vô trong nước chắc cỡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, nó chơi chứ 10 giây thôi là nó chóc ra rồi nè. Ok, your hand. Your hand. Rồi ở đây á, em cho cái con này nó đáp xuống đây. Hạ cánh an toàn. Đó. Con bướm nó hạ cánh an toàn nè mấy anh chị thấy không? Chỉnh nó lại chút xíu cho nó sẽ bay xéo xéo để cho nó vừa. Tại nó bự lắm. Đó, vậy nè, đó vậy là vừa nè. Hạ cánh rất là an toàn, nó mỏng lắm. Cái sticker hoặc là cái water sticker, hai cái nào cũng rất là mỏng á. Ok. Nó có keo nha mấy anh chị, cho nên để lên mà nó khô cái là mình không có dời nó đi được nữa, là nó chỉ nằm yên có một chỗ đó thôi.
dễ thương chưa cả nhà? Cả nhà thấy sao? Hợp lý hay không? Hợp lý chưa? Đó, đây là cái mẫu của mình nè. Rồi, sau đó matte shiny bạn. Shiny. Shiny. Ok, ở đây em đi thêm một cái bông nhỏ nhỏ nữa. Nhỏ xíu 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 á. Đó. Cho nó ẩn ẩn xuống vô mấy cái này nè. Đó, dễ thương chưa? Ở đây cái bông bự hơn. Cái này mình không có đi nổi mà mình đi nó hơi ẩn ẩn. Nó chung màu quá, nhìn nó ẩn ẩn nó đẹp hơn. Đó. Cưng không cả nhà? Rồi. Sau đó shiny right? Uh-huh. Muốn shiny tôi cho shiny, gì cũng được chứ. Anything you want baby. Shiny. Bộ móng này tiệm mấy anh chị lấy bao nhiêu tiền cả nhà? Tiệm mấy anh chị lấy bao nhiêu cho bộ này? Móng này nó dài lắm á nha mấy anh chị. Nguyên cái móng dài để luôn không có cắt gì hết trơn. Gần bạn ngón tay của em nè. Gần bạn ngón tay út luôn á. Vuốt cái này cho nó sạch. Cái này là vuốt, là em vuốt bên dưới chứ không có vuốt bên hông. Để cho cái móng người ta nó không có bị mất cái shape. Ok. Rồi sau đó cho hơi đèn. Ok, hold on. Double check. Okay, rồi kìa. Good. Yeah. Is it on? Mm-hmm. Rồi, sau khi xong cho số phone, dạ chị muốn tâm sự với em. Dạ chị. Rồi tới cái tay bên này, tay bên này mình đã xong hết rồi đúng không? Bây giờ mình còn giũa một ngón nữa là mình xong rồi. Đó, anh chị nào muốn mua bướm bướm thì comment bướm bướm. Anh chị nào muốn mua bông thì comment bông. Đó, đơn giản. Ai muốn mua gì comment cái đó là xong. Tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị thôi. Rồi sau đó cái này mình đã nãy mình đã giũa cho nó sạch rồi đúng không? Thì bây giờ mình chỉ bóp vào nữa là nó mướt rồi. Giũa nữa nó mất nữa. Xong rồi tôi đắp lại hết nguyên buổi. Chạc tiền thêm á nghe. Mình làm sai mình chạc tiền khách nó quýnh chắc chết. Rồi sau đó tới cái ngón bên này. Bây giờ hai ngón này là mình design nè. Cái ngón kia mình để không, mình không có đụng tới nó đâu. Chỉ có hai ngón này á là em đi sticker thôi. Hai bên vuốt ở dưới, hai bên vuốt ở dưới. Sau đó cho hơi đèn 30 giây. Bàn tay bên này xong rồi đó mấy anh chị. Lấy dầu gió hiệu con ó sức vô. Chị, dạ chị. À, chị nhắn tin vô Facebook nail job số điện thoại của chị á. Để em có số điện thoại em gọi lại cho chị Hương. Ok, đó. Dễ thương không cả nhà, dễ thương không? So, cái tay của khách này là một trong những trường hợp mấy anh chị sẽ lưu ý nè. Khi mà quay qua cái hướng này, mấy anh chị thấy cái móng nó xéo không?
cái ngón giữa nó hơi xéo hơn chút. Khi mà quay qua hướng này, mấy anh chị thấy cái ngón tay giữa nó thẳng không? Thì một số khách á là cái ngón tay của nó khi mà để thẳng giống như tay em á, khi mà em để cong vậy nè thì nhìn nó thẳng, nhưng mà khi em để thẳng vậy cái nhìn nó hơi xéo xéo. Thì mình sẽ hỏi nó bây giờ mày muốn theo cái hướng nào, để hướng này là hướng mà bàn tay mình, người đối diện của mình nhìn, mày muốn dày thẳng thì mình để cái móng dày mình gắn, còn nếu như mà họ muốn là hướng họ nhìn thẳng thì mình để cái móng dày mình gắn, thì mình sẽ gắn cho nó theo cái yêu cầu của khách. Dễ thương không cả nhà? Trời ơi, bông này hả, xài mùa hè vô mánh luôn mấy anh chị ơi, đẹp chưa? Giờ qua cái bàn tay bên này xong rồi đúng không? Chưa. Bàn tay bên này thì tôi cho bướm bay đầy hết trơn. Đường giao tim em ơi, bướm bướm. Bệnh quá nặng rồi. Hết thuốc chữa. Trời, tao nói đắp bột kiếm mà bệnh nặng dữ vậy. Bị hai bờ. Đấy là chưa uống trà sữa đó nha, sáng nay chưa uống trà sữa mà hai bờ vậy đó. Chỉ cần đắp bột thôi, có liquid vô là nó hai bờ dữ lắm. Người sống nhờ liquid hay sao mà. Ok, bây giờ cắt con bướm này nè, cắt sao cho đừng có rách nha, nó rách cái là thua luôn á. Đó. Hai con bướm bướm bay hai bên. Đó, hai con bay hai bên, hai góc này đúng không? Con bay bên này, con bay bên kia. Đi kèm với bông nữa là nó đủ đẹp rồi. Rồi bây giờ ở đây mình có cái bình nước. Đây là cái cách nè, mấy anh chị có cái chung nước nó dễ hơn. Tại vì ở đây không có cái chung cho nó lấy cái bình luôn, nó hơi lâu hơn chút xíu. Nhưng mà tính ra nó cũng nhanh. Giờ đếm vô nè, mấy anh chị đếm 1 tới 10 nha. Bỏ vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. John, cuối tuần này gặp em chị quýnh em nè. Dám nói là chị của chị chê hát hay thôi, chê tôi hát dở nữa chứ. Chuẩn bị gặp tôi đó nha. Đợt này trước khi đi nhớ nói bà xã sắm cho John một bộ áo giáp đi nha. Ok. Để xuống đây. Dễ không mấy anh chị? Cái này bé học lớp 3 là bé dán này được rồi. Không cần tốt nghiệp 12, lớp 3 là làm cái bông cái con bướm bướm này được rồi. Ok. Sau đó tới cái này. Bỏ vô đây, đếm tới 10. Bé nào mà biết đếm 1 tới 10 là làm cái này được. Không cần phải đếm nhiều. Muốn mua đèn treo, dạ chị Tina, để em cho gọi chị. Hồi nãy chị tới mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hỏi mẫu này làm dễ hay không? Dễ lắm, ai biết đếm từ 1 tới 10 là sẽ làm được. Đó, mình trả lời vậy là xong ha. Đây nè. Con bướm này thì nó bay từ dưới đây, nó bay lên. Hai con này thế nào nó cũng bị co accident thôi nè. Con bay dưới bay lên, con bay trên bay xuống. Nó bị không phải fly accident chứ không phải co accident, đâu có đi đâu có chạy xe đâu. Nó bị fly accident, con này fly dưới đây lên. Man. Không biết làm sao, miễn phụ nữ đàn bà mà có bướm bướm là thấy nó đẹp hả? Gái chứ phụ nữ. Gái mà có bướm là thấy nó đẹp hả? Đó, đây. Cái bông này á, cái sticker này nó mỏng dữ lắm, cho nên khi mà mình tháo á, mình nhẹ nhàng chút xíu nâng niu nó. Nó mỏng thì nó sẽ không có bị cộm, nhưng mà khi mình tháo mình phải nâng niu. Anh chị thấy không? Đó, dở lên nè. Cái để cái bông ở đâu? Để đây ngay góc này nè. Rồi, cái xung quanh đi mấy cái bông nhỏ. Bông bự thì mình tháo khó hơn, còn bông nhỏ thì nó dễ. Nó gắt mất rồi nè. Tí là em bóp vậy cho dễ tháo nè. Trời ơi, nó mỏng quá cho nên là mình tháo nó cẩn thận chút nha mấy anh chị nha. Cái nào cũng có cái giá của nó đúng không? Mỏng thì không cộm, nhưng mà tháo thì nó hơi khó hơn chút.
Yeah. Rồi. Đưa lên cái góc này. Một cái bông đưa vô trong góc. Một cái bông đi ra góc nhỏ bên đây nữa là xong. Góc nhỏ đi bông nhỏ, bông nhỏ thì dựng cái một là nó ra rồi. Góc nhỏ với đây mình đi hai bông nhỏ đi, một bông nhỏ nhìn nó không có đẹp lắm. Bông này trong cái dĩ này nó có nhiều size cho nên mình lấy nhiều size khác nhau được. Đó. Dễ thương không cả nhà? Rồi. Sau đó top coat hết nữa là xong, không còn làm gì nữa hết trơn á. Đè sát nó xuống. Rồi top coat lên một lần nữa là mình xong. Dạ Thanh Kiều chị, đẹp phải không? Bởi vì em nói cái ngón tay mình á. Nhưng mà nói chung á là mình đi có sticker mình dán cho nó nhanh. Thời này mà kêu ngồi vẽ nữa chắc em rụng râu. Vẽ là phải tính mắc tiền. Chứ vẽ mà xong rồi ra tính 5 đồng mà hai ngón chắc xỉu cái đạch. Chỗ này cái miếng da nằm nhìn hết hồn, nhìn tưởng là cục bột còn sót. Ôi tôi rửa kỹ lắm mà sao sót cục bột, cũng có cái miếng da. Để hơi đèn khô xong rồi lấy dầu tha cho chóc cái miếng da đó ra. Rồi sau đó vuốt hai bên xéo, vuốt hai bên xéo rồi cho nó đi hơi đèn, vuốt xong rồi cho đi hơi đèn là xong. Vuốt đây nè cho nó sạch nè, hai bên góc dưới nè. Ok rồi, kia đây. Rồi đó, vậy là xong cái mẫu của mình nha cả nhà nha. Anh chị nào mà thích mẫu này nhớ like and share video nha. Ai ở Georgia thì cuối tuần này mình gặp đem theo đủ thứ đồ chơi hết trơn. Trời, tôi nói chuẩn bị đi show mình nó hành làm khách đủ kiểu. Mà cuối tuần này là không có làm nail nhiều đâu, nhảy qua làm chút thôi. Cuối tuần này ở trên đó em lên đó em quát cho. Anh chị nào mà cần quát tới đó em quát cho. Quát chân mày, ồ có đem đồ quát chân mày thì không ta? Mình biết là có đem body wax nhưng mà biết có đem quát chân mày hay không. Rồi cái màu hồng này là em xài trong collection của Pinkish nha. Pinkish rồi nó có 24 màu pink nào rất là đẹp. Có gel đi kèm luôn nha mấy anh chị. Có gel mát trên nếu mà mấy anh chị muốn mua gel. Đó, đẹp quá. Chuyên cho màu hồng từ lợt tới đậm luôn. Ai muốn mua set Pinkish thì cứ comment Pinkish rồi em gọi cho. Yeah. Vậy là xong rồi. Dry right. Yep. Sau khi khô sức miếng dầu gió lên là nó xong. Đẹp không cả nhà? Xấu đẹp thì cũng comment nha mấy anh chị. Ok. Rồi dễ thương quá. Nói chung là màu hồng là mình thấy mình thích nè. Dấu hiệu của tuổi già là một khi chuyển sang thích màu hồng là dấu hiệu tuổi già đã đến. Rồi, have a good day cả nhà. Bye bye.